Hello hello, chào các bạn. Hôm nay mình đi lắp đi gạch chơi các bạn ơi. Gia đình mình, hai gia đình mình đi bằng hai chiếc xe Tesla. Bây giờ mình đang ghé đây, mình tạm dừng chân thứ nhất sạc điện nha các bạn. Mình tới dưới lốt đó là khoảng 3 lần ghé sạc. Bây giờ mình mới ghé sạc lần thứ nhất. Còn ghé 2 lần sạc nữa hoặc là 3 lần sạc nữa mới tới lốt nha các bạn. Rồi từ lốt mà đi lên lốt gạch đó là khoảng 2 lần sạc nữa. Rồi ăn bánh ha. Dạ. Rồi thank you anh. Rồi bây giờ mình ăn bánh, tay cầm bánh này bằng bánh gì? Patisso. Cô gái bán bánh ra Patisso, bán một cái đi. Ngon, quá ngon. Hả? Bà nói bán bàn cái đi, bà có rồi. Lấy gì vậy? Con lấy bắp hả? Đây người Việt Nam ghé chạc xe, chạc điện xe, ăn bà ngủ bụi các bạn thấy không? Ăn bụi đời. Mấy Mỹ đâu có thấy nó ăn vậy hả? Mỹ không biết hưởng thụ. À hiểu, hưởng thụ thiên nhiên ha, cái tự nhiên ha. Bắp đầy. Bắp đầy. Đủ thứ đồ ăn hết. Ý anh đang lọc cam kính cúc này. Cam đây. Quýt nè, nhìn cái quýt cái này. Không tôm đây. Rồi bánh mì nè. Không tôm đây. Tôm đây. Đang lọc trứng cúc nè. Patisso đây, kẹo đây, bánh mì. Trời ơi, nhiều thứ quá. Bởi vì xe lúc nào đi lúc nặng hết trơn. Bởi vậy đi cái nhóm mẹ xe giống xe thồ quá. Đi cái trời nhóm này má không có thiếu đồ ăn. À, là có nước nữa kìa nghe. Ăn mệt xỉu rồi. Nước hay nước tới ớt mình cũng còn có nè, tương ớt đem theo nè. Nước tương nữa. Đủ thứ các bạn ơi, đủ thứ trên đời các bạn ơi. Nó ăn gì ngon. Chứ là vui nữa thấy không? Còn đi vô trong ngồi ăn mà mua bánh đi, cái bánh thì có Mỹ làm. Đầy chưa? Hả? Chắc chưa đầy đâu hả? Chưa. Rồi, mình tiếp tục hành trình nha các bạn. Cái phone của cô có thể chạc được đây không? Có thể nào chạc. Để làm sao cho nó xong. Cái này cái bình. No, cái này cái bình. Cái đó, cái đồ chạc á. Chỉ cần để cái phone vô đó là chạc. Oh, wow, khối vậy. Bye bye. Yeah, microphone này. Oh, nãy đang nói cái này nè. But I don't know how to set it up. Please, don't you know. Hãy cao kê mà. Em phải connect cái này. Có karaoke nữa hả? Wow, sướng vậy ta. Lát vừa chạy vừa ca. Bấm hai cái liên tục. Cái này là không quay là không được. Không quay là mất cái chi tiết. Bây giờ đi giữa đường hai anh em chúng tôi nhậu. Ông Phước thấy có thèm không? Đó, bây giờ mình khui bia ra nè. Các bạn thấy không? Đó, nửa đường nè. Có mồi nè. Bánh mì tôm nè, thấy không?
Phước này cứ ganh sồ hoài. Buồn quá. Giờ ăn bánh mì tôm nhậu. Ăn miếng cho đỡ buồn thôi. Đây giờ vô nè. Vô. Để tạm đi. Vô. À, ngon quá. Quá ngon. Ngon quá, ngon quá. Đi đường. Đi đường mà có bạn nhậu là à, chảy rồi. Có bạn nhậu. Nhậu với bia trời lạnh lạnh nè. Có chai bia lạnh uống vô mát ra cái ruột. Mình đang sạc pin các bạn, tranh thủ thời gian sạc pin. Hai anh em tụi tôi làm mấy vài chai. Vô anh. Vô. Chia. Quá đã luôn. Đây, bia này bia mới nữa nha các bạn. Các bạn thấy chai không? Bia Mỹ á. Đây các bạn thấy sạc của pin nè, nó sắp đầy này các bạn. Sạc 20 phút là còn khoảng 80, sạc được 80% là mình đi, chứ không cần phải sạc đầy. Nó sạc tới cái làn trắng là mình đi đó các bạn. Đó, bây giờ chiếc xe mở cửa nó báo hiệu rồi các bạn thấy không. Nó báo là hai cánh cửa đã mở đó, nó báo lên đó, báo lên cùng hết đó các bạn. Đi đường xa mà xe này thì khỏe hai cái chân hai cái tay đó, bị chạy tự động. Ý anh tôi nói để chạy tự động không à? Nó canh khoảng cách rồi nó chạy sau đít khoa nè khoa. Uống miếng đi. Nè hai người dùng miếng bia đi. Hai người làm ly đó, ly làm đi. Lị ra đi, cụng cái đi, hai bà cụng cái đi. Ủa câu quậy nói mày. Không sai là không về. Không sai là không về. À, lạ quá hả? Ngon lắm. Ngon. Không phải lần đầu tiên nghe bốn bia đây em thấy nó lạ lạ. Ngon. Vô. Dạ, chụp hai ông xe phải không? Ngồi nhậu chứ có gì đâu chụp. Chụp bởi Facebook. Thôi gửi tin nhắn lên đi. Cho 5 ngày là lựa chọn, là suy nghĩ. Một là đi, hai là ở. Cho suy nghĩ 5 ngày. Cuối cùng 5 ngày suy nghĩ ở lại. Có báo không? Hay là không báo? Đó, bữa tôi đi chảnh á. Không phải. Là không có báo rồi. Không có báo luôn à. Không có báo đi hay là ở gì hết trơn á. Im ru luôn. Xin mời. Vô. Vô. À. Bánh mùng tôm này từ Việt Nam đem qua nghe các bạn. Mình người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao. Từ Việt Nam đem qua.
cao quá. Tự lái này, tự động này các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Không đi theo xe đó đó. Coi như Khoa nó lái tự động luôn. Không đi theo nó, lái tự động luôn. Không dịnh qua lăng luôn. Không biết còn ngôn ngữ nào có thể diễn tả tình yêu một cách giản dị. Chỉ thể lít nó thôi. Qua dãy núi này là tới rồi các bạn ơi. Chào các bạn. Hôm nay mình tới Lodge rồi các bạn. Đây là nhà của mình đấy các bạn. Nhà mình ở quận Cam các bạn. Nhà mình mới mua mướn. Nhà mình mới mướn các bạn ơi, mới mua. Ba nói nhà mình mới mướn. Mua nhưng mà ta không có bán, ta không có tiền. Đây các bạn thấy đẹp không? Đây mình ở đây 2 ngày nha các bạn. Ở đây 2 ngày mình mới đi xuống Lách về kết. Mình Lách về kết. Lách về kết. Rồi pha tới kìa. Cái này nè. Wow. Mới mua cái nhà này đấy các bạn ơi. Mua 2 ngày thôi. Nhà đẹp quá, đầy đủ tiện nghi luôn. Đấy, quay cho các bạn xem nha. Đây phòng khách đây. Wow. Đây nhà ăn đây. Này bàn ăn, bếp đây các bạn ơi. Wow. Còn hết. Còn đồ không? Lấy cái máy chụp hình nữa. Vô chị ơi, mới mua nhà mới đẹp quá trời. Tôi mua cho chị ở 2 ngày đó. Ăn tân gia. Tân gia nhà. Ừ. Tối nay ăn tân gia nha. Ăn tân gia ngày mới nha. Không chịu. Ăn 2 ngày người ta lấy nhà lại. 2 ngày thôi. Chỉ được 2 ngày thôi. Lấy cái máy anh ơi. Lấy máy chụp hình. Chú nói chú mua nhà cho mẹ ở 2 ngày thôi người ta lấy. Trúng số mẹ gà mua cái nhà 2 ngày. Không được quyền mua lâu nha. Đây số nhà 686. Cái chỗ này nhỏ ha. Gì? Nhà của mấy người lễ cho nên chồng xin rồng. Ồ, đẹp quá. Ồ. Thường chuyển chơi ha. Cái này đẹp quá. Rồi ơi, ngồi đây ăn nhậu là hết sảy luôn á. Ăn gạo này khỏi rồi sữa ha. Ờ. Nhìn nó say ha anh. Mình có tiền mình mua đây một cái mình lâu lâu cũng mua rồi còn mua rồi còn đòi mua cái gì nữa. Dạ. Yeah. Wow. Rồi thôi vô đi chợ.
mua đồ về nấu ăn. Muốn mua đồ về nấu ăn mà đi ăn. Chắc đi ăn đi. Đây phòng ngủ, một phòng phòng ngủ có toilet luôn nha các bạn, quá đẹp luôn, có tivi nữa nè. Đây ồ, cái này chắc cái gì, ờ toilet, toilet ở đồ quần áo, tủ quần áo. Đây toilet đây, wow đẹp quá, wow. Đây tắm đây, ồ có dầu gỗ rồi đủ thứ. Đây phòng nữa, wow, mời các bạn xem chơi nha. Hai chồng bạn chánh mình nghỉ đây, mình nghỉ kế đây, quá đẹp luôn, phòng quá đẹp. Rộng rãi quá.